Vâng, chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh mua bán tô cũ của em Loan trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay em quay cho bác xem một cái mẫu xe 7 chỗ xe gia đình Chevrolet Vivante được sản xuất năm 2008. Ở chiếc xe này em bán với giá là 178 triệu nhé, 178 triệu giá bao gồm phí hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Và bác nào có nhu cầu đến xem xe tại Ban Kinh Môn Hải Dương và liên hệ em qua số điện thoại 0976 081699 em Loan nhé, để được tư vấn cũng như sở hữu cái mẫu xe Chevrolet Vivante 2008 này mang gam màu vàng cát rất là đẹp nhé. Một cái mẫu xe 7 chỗ xe gia đình sử dụng rất là phù hợp cho các bác nào về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thôi, rất là hợp lý nhé. 7 chỗ rộng rãi với giá bán là 178 triệu đồng cho một chiếc xe Chevrolet Vivante sản xuất năm 2008 với động cơ 2.0, cũng không tốn nhiên liệu đâu ạ. Với cái form dáng xe thì nhỏ gọn hơn Innova rất là nhiều nên là không tốn xăng Innova đâu ạ. Xe thì trang bị túi khí phanh ABS và nội thất rất là rộng rãi nhé, rất là thoải mái. Form dáng rất là gọn mà lại 7 chỗ các anh nhé, số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán tại chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương, đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn Hải Dương nhé. Và đến xem xe trực tiếp và liên hệ với em qua số điện thoại là 0976 081699. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết cái ngoại thất và nội thất của cái chiếc xe Chevrolet Vivante 2008 này nhé. Vâng, đây là cái chiếc xe. Xe thì xe cam kết các bác là xe không hề đâm đụng ngấm nước gì cả, các bác có thể test thoải mái tại cửa hàng nhé. Và đến trực tiếp xem xe và đến test xe. Đó, đẹp. Đèn thì còn rất là sáng nhá, đèn rất là sáng. Sản xuất năm 2008 với giá rất là rẻ thôi, 178 triệu đồng. Mang gam màu ghi vàng, rất là sáng. Xe thì các bác về sẵn sử dụng nhá, không phải làm bất cứ gì đâu ạ. Xe thì xuất sát em đã làm rồi và không hề có hiện tượng là đâm đụng ngập nước gì cả. Sơn gì khá đẹp nhá, la răng đúc. Xe thì còn nguyên form dáng xe nhé, không hiện tượng là bóc méo đâm đụng gì đâu ạ. Về tổng thành của cái nội thất của chiếc xe này, ngoại thất của chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Về sẵn sử dụng, không phải làm bất cứ gì, có xước sát thì em đã sơn tỉa hết rồi nhá. Sơn sát sơn tỉa rồi và không hề có hiện tượng là đâm đụng hay là ngập nước gì cả. Với cái vấn đề đâm đụng hay ngập nước thì các bác có thể test thoải mái, đến test thoải mái nhé các bác nhé. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, nếu mà bác nào ở khu vực miền Nam hay là xa không tiện đến thì qua sự tin tưởng thì các bác có thể chuyển cọc nhiều chiếc xe này, em có thể chuyển xe vào tận nơi cho các bác nhé. Với cái giá là 178 triệu đồng, sở cái mẫu xe Chevrolet Vivante 7 chỗ, số sàn động cơ 2.0. sơn xì đó, sơn tỉa đây các bác nhá, không có sơn phủ đâu ạ, sơn tỉa cái mẫu xe này thôi. Đó là cái tổng quan cái ngoại thất bên ngoài, còn đây là đi vào cái nội thất. Đó, xe thì keo chỉ zin cái mẫu xe này và bốn cánh nguyên nhá các bác nhá, bốn cánh cửa nguyên, không đâm va gì cả. Cột kéo nguyên, gương kính chỉnh điện, hoạt động bình thường. Đây, ốc ác còn nguyên nhá, ốc còn nguyên nhá. Ở cái mẫu xe Chevrolet Vivante này thì cái dàn nội thất là nội thất nguyên bản theo xe từ năm 2008 nhá, nên nó không còn đẹp được nữa các bác, nó không còn đẹp nhá. Nhưng mà nó là cái bộ ghế da xịn, nó cũng không hề có hiện tượng rách, nó chỉ dạn thôi. Nó chỉ dạn đây nhá, mà dạn lốt chân chim đấy, không rách các bác nhá. Và nếu mà các bác nào mà muốn cái bộ ghế da đẹp hơn thì các bác có thể bọc lại cái nội thất này thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Và xe này xe gia đình sử dụng thôi nhá, xe tư nhân gia đình sử dụng, không có chạy dịch vụ taxi ạ. Trần thì trần nỉ các bác nhá, trần nỉ ạ. Nói chung là nội thất thì khá là sạch sẽ, không có gì phải bàn cả. Và đây tắp ni tắp nô đây, rất là bóng nhá, rất là sáng và sần rất là nhiều. Đó, đầu đài nguyên bản theo xe và điều hòa rất là mát. Đây ạ, số ạ.
còn rõ, rất là rõ số nhá. Xe 7 chỗ, xe gia đình. Nói chung là cái dòng xe này rất là rộng rãi và form dáng rất là gọn gàng. Form rất là gọn nhá. Sản xuất năm 2008, Chevrolet Vivanti với giá là 178 triệu đồng. Đây ạ. Bốn cánh thì nguyên nhá, không hề cái hiện tượng là móp méo hay đông đụng gì cả. Bốn cánh nguyên. Xe thì rất là chắc xe nhá, rất là đầm. Và không mục mọt gì cả. Vâng, hôm nay em quay tại cửa hàng. Trời rất là nắng nên là em quay tại cửa hàng thôi. Xe thì xe để ngoài đường rất là bụi, nhưng mà với cái chất xe như này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Các bác phải sẵn sử dụng, không phải làm bất cứ gì. Nếu các bác có thể độ thêm một cái màn hình vào nó sẽ hoàn hảo hơn nhá. Đó, một cái mẫu xe 7 chỗ, xe gia đình sử dụng. Rất là thích hợp cho cái việc chúng ta về chạy dịch vụ ở cái mẫu xe này. Vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ. Hoàn toàn hợp lý. Cốp xe đây. Đó, hàng ghế sau ạ. Một cái mẫu xe 7 chỗ nhỏ gọn nhá, một cái mẫu xe nhỏ gọn thôi. Nếu mà nhà chúng ta mà nhiều người thường xuyên lưu động trên chiếc xe này ấy thì sử cái mẫu xe này rất là thích hợp. Nó vừa gọn gàng, nó vừa nhỏ gọn, này là xe 7 chỗ. Hơn 100 triệu đồng thôi. Hơn 100 triệu đồng thôi. Là các bác có thể sử dụng ngay cái mẫu xe 7 chỗ này rồi. Chevrolet Vivanti. Đó, xe không hề lỗi. Rất là tươi xe. Và các bác nào mà hợp lý cái mẫu xe này, với cái giá tiền này mà cảm thấy mình phù hợp với cái chiếc xe này ấy, thì liên hệ với em qua số điện thoại nhé, 0976 081699, em Loan, để được sở cũng như là tư vấn rõ hơn là cái mẫu xe này nhé. Vâng, hôm nay thời tiết hơi thì nắng nên em quay tại cửa hàng nên là hơi bụi bặm một chút. Thì bác nào muốn chốt chiếc xe này thì kết nối Zalo nhé, 0976 081699, em có thể quay cho các bác xem trực tiếp qua Zalo cái mẫu xe này nhé. Và vâng, em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo nhé. Và các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như là like kênh, chia sẻ và bật nút chuông thông báo giúp em để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. Và cái mẫu xe tiếp theo đó là cái mẫu xe Chevrolet Vivanti được sản xuất năm 2008 nhé. Sản xuất năm 2008 với giá bán bên em bán là 178 triệu đồng. Một chiếc xe gia đình 7 chỗ rất là gọn gàng, rất là nhỏ gọn và xe thì không lỗi gì cả. Xe không lỗi. Và hiện tại cửa hàng em còn rất nhiều xe nhé. Các bác đến đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem xe. Như là sở hữu những cái mẫu xe mà hợp với cái tầm tiền kinh tế của mình. Và xe bên em dao động xe từ tầm hơn 100 triệu cho đến 400 triệu nha các bác nhé. Đấy. Một cái mẫu xe Chevrolet Vivanti 7 chỗ. Tương đối là gọn gàng. Đó. Nội thất thì không còn đẹp nữa, nó sẽ cũ đi theo thời gian. Biết thêm chi tiết thì các bác đến tại cửa hàng nhé, đường 388 Long Xuyên, Kim Môn, Hải Dương để xem xe nhé.